Chuyên mục 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động. Tại Quảng Ninh, nam thanh niên nhảy cầu bãi cháy được cứu sống ngoạn mục. Tiểu mục nóng trên mặt báo, trở lại với vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong qua góc nhìn khác về người cha. Nếu không có Tuyết Vân và Như Thảo xin gửi lời chào mừng Cùng lời cảm ơn đến quý vị thính giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Như thường lệ, phần tin nóng sẽ mở đầu chương trình. Tin nóng. Ngày 1 tháng 12, gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận cho biết vừa gửi đơn tố giác bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án đơn tố giác được ông Hồ Hoàng Hùng, 61 tuổi, ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, ba của nữ sinh Hồ Hoàng Anh gửi cho cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, quân chủng phòng không không quân. Đơn đã được cơ quan này tiếp nhận. Theo đơn, ông Hùng Tố Giác, giám đốc cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa hóa vi sinh của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28 tháng 6, khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong. Theo hồ sơ vụ án, quân nhân Hoàng Văn Minh, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, điều khiển ô tô biển số 85A-07407, lưu thông đến gần cổng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, thì ông Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do cháu Hoàng Anh điều khiển. Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh tử vong liên quan đến việc nam thanh niên nhảy cầu bầy cháy bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh cho biết nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống được bệnh nhân danh tính thanh niên được xác định là anh vm 30 tuổi ở huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh theo bác sĩ phạm việt hùng trưởng khoa ngoại trường hợp của bệnh nhân m còn sống là may mắn và ít gặp vì khi đã nhảy xuống nước từ độ cao hơn 50 mét thì cơ thể chịu sức ép và áp lực rất lớn, có thể tử vong ngay lập tức do các nội tạng trong cơ thể đã bị dập nát. Được biết trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương phức tạp. Các nội tạng trong ổ bụng dập nát, nếu không được xử lý kịp thời thì chắc chắn sẽ tử vong do sốc mất máu. Thưa quý vị, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đột kích và bắt quả tang 5 kho chứa và xưởng sản xuất pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội sữa tắm giả các thương hiệu nổi tiếng. Các xưởng và kho chứa này đều nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tại bốn kho chứa hàng hóa nằm rải rác quanh khu vực xã Vĩnh Lộc, lực lượng quản lý thị trường phát hiện hàng hóa trong kho, phần lớn đã được đóng gói bao bì, đựng trong các thùng cắt tông đã đóng kín. Phần lớn hàng hóa đều là các loại dầu gội gắn các nhãn hiệu được ưa chuộng trên thị trường. Tất cả mang bao bì nhãn mát do Thái Lan và một số nước khác sản xuất. Cùng với dầu gội đầu và sữa tắm tại các kho chứa, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn các loại thuốc làm đẹp, giảm cân, kem dưỡng da các nhãn hiệu khác nhau. Theo ước tính, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên tới vài chục tấn, hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 1 tháng 12, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam và khởi tố 13 người để điều tra về tội du khống để đòi nợ. Trước đó, công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bauer Law trên quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12. Lực lượng chức năng phát hiện ban giám đốc công ty và 83 nhân viên liên quan đến hoạt động phạm tội, thu giữ hàng loạt vật dụng thiết bị điện tử. Sau khi tiến hành ghi lời khai, công an xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng các ghép hình ảnh chu khống, đưa thông tin sai sự thật về người chơi tiền để bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Bước đầu cơ quan công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử lần thứ hai đối với cặp đôi hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong kết thúc được một tuần. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. 5 năm tù về che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 8 năm tù. Tuy nhiên thì dư luận vẫn chưa hết thắc mắc về bản án dành cho người cha của bé gái tội nghiệp, cho rằng hình phạt 8 năm tù là quá nhẹ. Và theo thông tin mới nhất thì gia đình bé gái 8 tuổi cũng đã có đơn kháng cáo đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người. Sau gần một tuần kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, gia đình bé gái 8 tuổi bị cha đẻ và dì ghẻ hành hạ tới chết đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị cấp phúc thẩm xử lý bị cáo về tội giết người. Chị Nguyễn Thị Hắc, mẹ của cháu VA trình bày trong đơn rằng Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu Nguyễn Thái VA nhưng đã tàn ác đang tâm cùng với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang bạo hành cháu trong suốt một thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân hung khí nguy hiểm đánh cháu nếu không có sự đồng ý của thái thì chắc chắn trang sẽ không có cơ hội sát hại cháu tôi thấy rằng hình phạt đối với bị cáo là quá nhẹ chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của thái con tôi bị tử vong, thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Vậy, dư luận nói gì? Chúng tôi xin được chia sẻ quan điểm đáng chú ý sau đây của tác giả Lê Thanh Phong để giúp quý vị có thêm góc nhìn về câu chuyện này. Trong bài viết Nguyễn Kim Trung Thái, máu lạnh hơn Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tác giả lê thanh phong cho rằng nếu không có sự đồng ý ủng hộ cổ vũ của nguyễn kim trung thái thì nguyễn võ quỳnh trang có đánh đập cháu va đến chết hay không câu trả lời là không bao giờ xảy ra thảm án này nếu như nguyễn kim trung thái không ác đến mức lấy mạng con mình ra để thỏa mãn thú tính của người tình nguyễn võ quỳnh trang nguyễn kim trung thái nói mình du nhược không phải thái không nhu nhược mà là chủ động cùng với người tình để đẩy con mình đến cái chết việc đánh đập cháu va không phải đột ngột bất ngờ xảy ra một lần mà thường xuyên có những trận đòn thái tham gia nhốt cháu va vào chuồng chó cũng có mặt thái thái còn xem người tình hành hạ con mình qua camera là việc thường xuyên nếu thái can thiệp bảo vệ con thì đố trang dám đánh đập cháu va đến chết coi rẻ mạng sống của con cho nên thái xóa toàn bộ dữ liệu camera hành vi của thái rõ ràng cố tình bao che cho trang nguyễn kim trung thái nói mong hội đồng xét xử viện kiểm sát thương tình để bị cáo sớm quay về phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc đứa con còn lại để bù đắp những sai lầm bị cáo đã gây ra tất cả những sai phạm gây ra dù có cho bị cáo thế nào thì cũng không thay đổi được những gì xảy ra với mình bị cáo vô cùng ăn năn hối lỗi dù độ lượng đến mấy cũng khó tin con người này có tình thương với con cái, nếu có thì cháu VA đã không chết." Chính Nguyễn Kim Trung Thái nói ra tại tòa, hội thẩm nhân dân đã hỏi bị cáo làm sao có thể đối mặt với đứa con trai còn lại của mình, đó là câu chuyện bị cáo đã nghĩ rất nhiều. Nếu nghĩ cho tới nơi tới chốn thì sẽ là diễn ra như thế này, Nguyễn Kim Trung Thái đã che giấu tội phạm và hành hạ con gái của mình thì cũng hành hạ đứa con trai còn lại đứa con trai của Thái bị tổn thương nặng nề vì những gì mà cha bé đã làm. Chính vì vậy, bản án quá nhẹ, không đủ để Thái trả giá cho tội lỗi của mình và không đủ sức răng đe những kẻ muốn khởi lên thú tính. Luật sư Nguyễn Anh Thơm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé VA cho rằng, sự lạnh lùng tàn ác của hai bị cáo, đặc biệt là người bố, không có thái độ ăn năn hối cải và nạn nhân đó chính là con mình. Luật sư Thơm nói rằng, chúng tôi không đồng tình với cáo trạng của diện kiểm sát truy tố bị cáo Thái chỉ với tội che giấu tội phạm và hành hạ người khác. Đây không chỉ là quan điểm của riêng luật sư mà cũng là của dư luận. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này trong tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội chân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý vị, bén duyên với việc sưu tầm đồ cổ từ năm 2013, đến đây anh Võ Minh Luân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc đã tạo cho mình một không gian sống động với hơn 10.000 hiện vật cổ xưa như một bảo tàng thu nhỏ giữa lòng thành phố. Dân, trải qua 10 năm lặng lội khắp nơi với bao nhiêu là tâm quyết và công sức, anh Luân đã sưu tập được một bảo tàng cổ vật mini tái diễn lại đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Ngay bây giờ mời quý vị cùng khám phá kho báu hơn 10.000 cổ vật giữa đại ngàn Tây Nguyên. Những chiếc chóe bình được khắc hình ảnh về lễ hội đâm trâu, đám cưới chuột, đánh đàn đá, săn thú, săn voi được anh Luân miệt mài sưu tầm trong nhiều năm. Một bức tượng cô gái Tây Nguyên đang điệu con, phía sau lưng mang một cái gùi chứa đầy măng non là hình ảnh thường thấy khi đến với mảnh đất Tây Nguyên xưa kia với chế độ mẫu hệ, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và mang nét thiên liêng của người mẹ toát lên từ bức tượng thu hút rất nhiều người xem. Đó là bức tượng mà nhà sưu tầm Nguyễn Đình Thứ ở thành phố Hồ Chí Minh, hội viên thuộc Trung tâm Bảo tồn và Sưu tầm Cổ vật UNESCO Việt Nam đã hữu duyên cho gia đình của anh Võ Minh Luân hiện tại các cổ vật của anh luân đang được bài trí ở nhà cổ đại ngàn nói về cơ duyên đến với việc sưu tầm anh luân cho biết lúc nhỏ hay ở chơi với nhiều gia đình người đồng bào ở trong nhà họ có nhiều chum chóe nhìn rất thích mắt từ đó niềm đam mê sưu tầm hình thành trong anh theo anh luân đồ gốm không chỉ mang vẻ đẹp riêng biệt mà ẩn giấu bên trong câu chuyện về cuộc sống văn hóa tập tục của từng tộc người được nghệ nhân làm gốm xưa khắc họa lên tác phẩm với tâm nguyện muốn bảo tồn hình ảnh chiếc chóe tây nguyên ít nhất là trên đồ gốm anh luân đã dành nhiều thời gian công sức tiền của sưu tầm các dòng chóe cổ việt nam có hình tượng về tây nguyên suốt quãng thời gian sưu tầm cổ vật hạnh phúc lớn nhất của anh luân là hàng ngày được nhiều du khách từ khắp nơi trên cả nước ghé thăm ngắm nhìn và cùng trò chuyện về các báu vật tây nguyên được trưng bày ở nhà cổ đại ngàn Thưa quý vị, giống đam mê bóng đá từ khi còn trẻ đến năm 2014 trong lần làm thử chiếc cúp riêng cho mình, sau đó nhận được phản ứng tích cực từ bạn bè người thân, nên ông Nguyễn Văn Tám, 56 tuổi, bén duyên với việc làm cúp vàng mỗi dịp quên cúp đến. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá xưởng rộng khoảng 50 m2 của ông Tám trên quốc lộ 22 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để khám phá cách mà người đàn ông này đã làm ra những chiếc cúp vàng quân cúp quý vị nhé. Công việc chính của ông Nguyễn Văn Tám là chuyên về đồ họa. Với niềm yêu thích bóng đá từ khi còn đi học trung học, ông Tám đã tự may mò sản xuất cúp bóng đá để làm quà tặng địa phương, các giải bóng ở xã ông sinh sống. Đến năm 2014, ông nghiên cứu sản phẩm cúp vàng quanh cúp đầu tiên bằng việc tham khảo nhiều hình ảnh tư liệu để chiếc cúp tạo ra có tính chân thực nhất. Dựa trên hình ảnh đó, ông Tám nặng thành công chiếc cúp như tỷ lệ thật dọn dẹn trong vòng một tháng. Ông Nguyễn Văn Tám, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nói. Rồi khi mình làm cái cúp vàng FIFA như thế này, thì nó gồm có những cái công đoạn như là bây giờ mình tạo mẫu đào mẫu xong thì mình làm khuôn, làm khuôn xong thì mình đổ bằng cái chất liệu mà mình sản xuất, rồi sau đó mình làm nguội, nguội tới mình chà với nhám rồi cho nó bóng nó mượt, mình cho chi tiết nó rõ ràng, rồi bắt đầu mình mới phủ một cái loại keo đặc biệt, rồi sau đó mình dát vàng lên, dát vàng xong, rồi bắt đầu mình mới phủ một cái loại hóa chất bóng đặc biệt nữa để nó bảo vệ cái lớp vàng đó, thì cuối cùng nó là cái sản phẩm. Nếu như mà với hai cái khuôn, một người làm thủ công thì một ngày có thể đổ ra được cúp thô á là khoảng chừng 25 tới 30 cây. Cúp vàng bóng đá không chỉ được ông Tám dùng làm quà tặng từ đó giờ mà ông còn làm cả chiếc cúp khổng lồ mang ra phố đi bộ Bùi Viện quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để hoa cùng cộng đồng đam mê bóng đá cổ chủ tuyển Việt Nam vào năm 2018. Sản phẩm của ông Tám tạo ra để ông tặng là chủ yếu. Những người đam mê bóng đá cũng có thể đặt hàng để ông sản xuất riêng với giá dao động từ 850.000 đồng đến 7.500.000 đồng. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với Thanh Hóa với hàng ngàn cây sâm ngọc linh trên đỉnh núi Bù Rinh sau một năm được đưa về từ Gia Lai. Trên diện tích 0,5 hecta tại đỉnh núi Bù Rinh có tất cả gần 5.000 cây, trong đó có khoảng 2.000 cây sâm cây đạt 2 đến 3 năm tuổi và hơn 3.000 cây sâm hạt đạt hơn 1 năm tuổi. Sau thời gian trồng thử nghiệm, cây sâm ngọc linh cho thấy thích ứng khá tốt với điều kiện khí hậu ở nơi đây thực hiện đề án trồng thử nghiệm sâm ngọc linh tại rừng phòng hộ Lan chánh huyện Lan chánh tỉnh thanh hóa ban quản lý rừng phòng hộ đã kết hợp với công ty sông mã bắt đầu trồng thử nghiệm sâm ngọc linh từ tháng 6 năm 2021 với diện tích là 0,5 hectare trên đỉnh núi bù rinh đây là khu vườn kính thường xanh, độ che phủ trên 80%, nằm tại độ cao 1.250m. Nơi đây được các chuyên gia nghiên cứu đánh giá là nơi có độ ẩm không khí và nhiệt độ phù hợp để cho sâm ngọc linh sinh trưởng và phát triển. Ông Nguyễn Đình Tiến, nhân viên công ty Ma Hào, huyện Lan Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý, đặc hữu, một tập trung ở dãy núi thuộc Đắc Tô, Tu Mơ Rồng, tỉnh Con Tum, Nam Trà Mi, ở tỉnh Quảng Nam. Trên độ cao từ 1.200 đến 2.100 mét, hàm lượng Sabonin, loại dưỡng chất chính trong các loại sâm của sâm Ngọc Linh cao nhất trên thế giới với 52 loại. Để bảo tồn và phát huy giá trị cây sâm Ngọc Linh, nhiều địa phương trong nước đã nghiên cứu, di thực loại sâm này về trồng thử nghiệm như Sa Lào Cai, Tam Đảo Vĩnh Phúc, Lạc Dương Lâm Đồng. Sâm Ngọc Linh được ban quản lý dự án đưa về là giống sâm được trồng ở Gia Lai, đến nay đã được một năm rưỡi. Ông Nguyễn Đình Tiến, nhân viên công ty Ma hao huyện Lan Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Củ sâm ngọc linh trồng có giá từ 8 đến 15 triệu đồng một lạng, đối với loại có ba củ một lạng, giá của chúng sẽ tăng lên khi chúng có trọng lượng lớn và lâu năm. Tất cả các sản phẩm của sâm ngọc linh từ củ, thân, lá, quả và hạt đều được thu hoạch và bán với giá cao. Nếu sâm ngọc linh thích nghi và sinh trưởng tốt, ban quản lý rừng phòng hộ Lan Chánh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai trồng tại nhiều địa phương trong khu vực nhằm tăng thu nhập cho người dân bản địa trồng sâm ngọc linh dưới rừng cũng là một phương pháp giúp cho bà con vừa bảo vệ rừng vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Tin quốc tế, Thụy Sĩ vừa kỷ niệm 175 năm ngành đường sắt bằng một đoàn tàu chở khách lập kỷ lục Guinness với chiều dài gần 2 km. Đoàn tàu mang tên Capricorn gồm 100 toa, dài 1.910 m thuộc công ty đường sắt Brierson của Thụy Sĩ đã lập kỷ lục đoàn tàu chở khách dài nhất thế giới tàu chạy dọc theo tuyến Anbula từ ga Breda đến Duis, dài khoảng 25 km trong gần một giờ. Để đảm bảo tín hiệu liên lạc cho tất cả các toa tàu, công ty đã lắp đặt trên tàu một chiếc điện thoại giả chiến dài gần 2 km. Bên cạnh đó sẽ có 7 lái tàu và 21 kỹ thuật viên làm việc liên tục nhằm đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thưa quý vị, 12 anh chị em nhà Hernandez Pires ở Tây Ban Nha mới đây, họ đã phá kỷ lục Guinness Thế giới về tổng số tuổi của các thành viên trong gia đình. Trong 12 anh chị em có 7 trai, 5 gái, người trẻ nhất là 76 tuổi, người già nhất 98 tuổi. Tất cả vẫn còn sống, với tổng số tuổi là 1058 năm 249 ngày, vượt xa kỷ lục cũ tới 16 tuổi. Tổ chức Guinness Thế giới đã công nhận kỷ lục của gia đình cuối tháng 9 vừa qua. Mọi chuyện bắt đầu như mọi trò đùa trong cuộc đoàn tụ gia đình năm ngoái, đến khi nhìn thấy một bài báo về một gia đình 12 thành viên có tổng số tuổi hơn 1.000. Nhà Hernandez bắt đầu thu thập thông tin để lập hồ sơ kỷ lục thế giới. Lãnh đạo địa phương phát biểu, 12 anh chị em là một ví dụ về giá trị truyền thống, đó là sự đoàn kết, trí tuệ và những giá trị đã đồng hành với nhau qua năm tháng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm ở Tiền Giang và Ninh Thuận làm hai người tử vong. Tiểu mục chuyện ngày mới, áo dài không đồng, lan tỏa nét đẹp ta áo dài truyền thống. Tiểu mục cà phê không đường Tiểu mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng lo ngại tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo công bố mới đây của Ủy ban nhân dân thành phố này, trên địa bàn thành phố hiện có 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh đã lên nhiều phương án phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình. Thế nhưng đa phần các dự án chống sạt lở đều chưa hoặc là chậm triển khai, khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại các điểm sạt lở vẫn trong cảnh thấp thỏm lo âu và nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Vị trí sạt lở tại đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, đoạn qua ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, 2 phần 3 mặt đê đã sạt lở và bị cuốn theo con nước. Mặc dù vị trí này đã được gia cố, trám lấp, nhưng người dân trong khu vực vẫn thấp thỏm lo âu vì toàn tuyến đê hiện đang xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, hở hàm ếch. Ông Tạ Văn Giò ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết gà, vịt, heo đồ là phải bỏ vô ghe vận chuyển ra ngoài đường. Rồi làm thì đâu có được, đâu có có làm gì được, tối ngày cứ lo. Rồi có khi là 9-10 giờ đêm cũng phải đi cây bờ, đắp bờ đồ ở cái khúc mà bờ hư đó. Tuyến đê chạy qua xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nằm trong dự án tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, hoàn thành cách đây đã 10 năm, tuy nhiên hiện toàn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng công trình chỉ được khắc phục tạm, sạt lỡ sụp lúng đến đâu thì giảm phá chỗ đó. Đại diện chính quyền địa phương cho biết do dự án chưa được bàn giao cho địa phương nên đến nay công trình không thể triển khai đầu tư sửa chữa. Ông Nguyễn Dương Châu, chuyên viên phòng kinh tế huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Trước khi mà huyện triển khai đầu tư sửa chữa thì phải được là công trình phải được nghiệm thu bàn giao và cho đơn vị quản lý thì mới được đầu tư sửa chữa. Đó nên đó đó là một trong những khó khăn, nếu không sửa chữa kịp thời thì trong những được đợt triều cường sắp tới và trong mùa mưa bão sắp tới năm 2022 thì tiềm ẩn rất nhiều và nguy cơ là rủi ro cho người dân cũng như là công trình. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 32 vị trí sạt lở bờ sông kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 6 quận huyện là Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Thạnh, Hóc Môn và Củ Chi thống kê cho thấy hơn 1.300 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Đến nay, 23 điểm đã được lập dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Hầu hết các dự án này đều đang nằm trên giấy với tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các điểm sung yếu như hiện tại khi mùa mưa tới, người dân lại nơm nớp lo vỡ đê, sụp nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng. Ông Lê Văn Sạn ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đề nghị thành phố, huyện quan tâm vấn đề mà à, nâng cấp sửa chữa cho cái tiếng đê bao sông Sài Gòn này cho nó ổn định hơn để đời sống được an tâm. Hơn. Trước tình hình các dự án triển khai chậm hoặc đang nằm trên giấy, trong khi nguy cơ mất an toàn luôn rình rập và cuộc sống thấp thỏm của người dân ở các điểm sạt lỡ, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, khẩn trương để nhanh tiến độ lập thẩm định phê duyệt và sớm triển khai thi công các dự án kè phòng chống sạt lở. Phần tin nóng sẽ tiếp tục chương trình. Ngày 1 tháng 12 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C41044 và hai xe máy. Hậu quả vụ tai nạn là một thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 66C129484 do một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi tử vong tại chỗ. Phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn sau gia chạm này có một phương tiện xe máy khác cũng đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới, tiếp tục gia chạm vào xe máy 66C129484 rồi té ngã xuống đường. Đáng nói hơn, sau khi té ngã, người này đã nhanh chóng lên xe rời bỏ khỏi hiện trường chịu tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông thương tâm khác xảy ra trên quốc lộ 27 khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ. Theo đó, nữ sinh học trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ đang ngồi phía sau xe máy do mẹ của nữ sinh điều khiển chạy trên quốc lộ 27 khi đến đoạn thuộc khu phố 4 thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thì bị xe tải chạy cùng chiều theo hướng từ Ninh Thuận đi Lâm Đồng tông từ phía sau. Sau cú va chạm mạnh, nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ, còn mẹ của nữ sinh bị thương nhẹ. Liên quan đến đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm thanh niên đang ngồi trong quán cắt tóc thì bị nhóm thanh niên khác cầm cậy bóng chày, tuyết sắt lao vào hành hung. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang xác minh chủ việc xảy ra tại tiệm làm tóc ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo nội dung bài đăng, tại quán cắt tóc ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chị L, chị gái nạn nhân D, cho biết em trai sinh năm 2006, theo lời kể của Dê, ngày 29 tháng 11, người này cùng khoảng 3-4 thanh niên khác đang ngồi ở quán chờ cắt tóc thì bị nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hành hung. Nguyên nhân chủ sâu sát do một nam thanh niên đang chờ cắt tóc có mâu thuẫn với nhóm người này. nạn nhân hiện đang phải nhập viện để điều trị. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin chủ diệt và đang giao lực lượng chức năng xác minh thưa quý vị những ngày qua mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông đi đến nhà dân chốt khóa cửa nhốt chủ nhà bên trong rồi lấy trộm xe máy trong tích tắc vụ việc khiến cho người xem bức xúc mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến theo camera an ninh nhà dân ở xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh ghi lại do quá chủ quan chủ nhà sơ hở đã tạo điều kiện cho tên trộm ra tay lấy tài sản một cách dễ dàng thấy chiếc xe được dựng bên ngoài, đối tượng nam đã nhanh chóng đi tới khóa trái cửa, nhốt chủ nhà bên trong, rồi bẻ khóa xe tẩu thoát. Về phần chủ xe phát hiện bị trộm, nhưng đành bất lực đứng bên trong nhìn kẻ trộm cùng chiếc xe biến mất. Một vụ trộm táo bạo khác được camera ghi lại tại Bình Thuận. Tên trộm đã vào nhà dân giữa ban ngày và có cách ngụy trang đầy bất ngờ để tránh camera ghi hình. Lúc này ngôi nhà không có người nên tên trộm đã dễ dàng lấy đi chiếc điện thoại của chủ nhà và nhanh chóng tẩu thoát. Trong một vụ trộm khác xảy ra tại khu vực quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thanh niên giả làm khách vào hỏi mua đồng hồ tặng bạn gái, nhưng nào ngờ sau đó thanh niên này lại ra tay trộm hai chiếc đồng hồ của cửa hàng. Theo diễn biến do camera an ninh ghi lại, một vị khách nam chạy xe máy, mặc đồ đen, đội nón bảo hiểm tới hỏi mua đồng hồ. Trong lúc người bán mở tủ để nam thanh niên coi hàng, thì lợi dụng lúc người bán quay lưng, nam thanh niên đã nhanh tay lấy trộm đồng hồ giấu vào trong áo rồi tìm cách rời khỏi. Sau khi phát hiện bị mất hai đồng hồ, chủ cửa hàng trích xuất camera mới biết chính vị khách đó đã trộm. Tiểu mục chuyện ngày mới. Quý chị thân mến, hơn 20 năm làm thợ may áo dài, chị Đoàn Thị Nguyệt Thợ may một cửa hàng áo dài ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là người luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Trong số đó có những người cần áo dài nhưng lại không có đủ điều kiện may, do đó chị Nguyệt và em gái luôn ấp ủ một ngày nào đó những chiếc áo dài mình tự may sẽ được lan tỏa đến cộng đồng. Và ước mơ ấy đã thành sự thật, áo dài không đồng của hai chị em và ước mơ ấy đã thành sự thật, áo dài không đồng của hai chị đã đi vào hoạt động, những chiếc áo dài miễn phí đã được trao tặng cho những ai thực sự cần, góp phần vào việc lan truyền tình yêu áo dài, văn hóa mặc áo dài đến với mọi người. Đây cũng là câu chuyện mà Tiểu Mục chuyện ngày mới muốn gửi đến quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe. Chị Đoàn Thị Nguyệt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói. Tôi làm nghề may hơn 20 năm. Tôi có rất là nhiều khách hàng À, khách hàng à, tâm sự là có những áo cô chỉ mặc một hai lần và bây giờ các bạn trẻ à, có những hội nhóm chụp hình chung à, cũng may những áo đồng phục các bạn cũng chỉ mặc vài lần Vì à, không dùng đến à, và trong cuộc sống thì mình quan sát mình thấy là cũng có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn mong muốn có một chiếc áo dài nhưng mà là không có đủ điều kiện thì à, hai cái nhu cầu đó có nhưng mà chưa gặp được nhau thì mình lấy ra ý tưởng là mình làm cái áo dài không đồng là cái ngôi nhà chung để bên cho và bên nhận có thể gặp gỡ nhau. Đó là cơ duyên chị Đoàn Thị Nguyệt, 45 tuổi và em gái là chị Đoàn Thị Trúc Đinh, 43 tuổi ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thành lập cửa hàng áo dài không đồng. Chị Đoàn Thị Nguyệt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm đối tượng khách thì rất là nhiều độ tuổi khác nhau, những bạn sinh viên có rồi những cái cô lao động rồi cả những cô bác lớn tuổi, có khách đến mình là 6-70 tuổi vẫn có. Chị Đoàn Thị Trúc Linh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói: Khi mà mình trao cho các cô thì các chị nếu như đã không sử dụng nữa thì có thể mang đến gửi lại và đổi một chiếc áo dài mới kiểu dáng mới mình đi dự tiệc hay mình đi lễ chùa gì đó để có áo dài thành lập chương trình chị Nguyệt cho cộng sự để dẫn động khách hàng bạn bè người thân sau đó được khách hàng truyền miệng nhiều người biết nên nhiều mạnh thường quân gửi áo dài đến những chiếc áo dài khi được mang đến sẽ được kiểm tra lỗi, sau đó được các bàn tay khéo léo của những người thợ ở tiệm may sửa sang lại cho đẹp và chặt vũ sạch sẽ, sau đó được phân loại màu treo lên sào để mọi người dễ dàng lựa chọn. Chị Đoàn Thiện Nguyệt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Nhiều người biết đến thì mình may mắn là nhận được sự chung tay của rất là nhiều chị em ở khắp nơi mình nhận được những cái gói hàng bưu phẩm từ rất xa gửi đến cho mình à, và cái số lượng nhiều hơn cái cái sự mong đợi của mình à, tới bây giờ thì mình nhận hơn 5.000 áo là một con số mà khi chưa khai trương không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt được nhiều như vậy Mỗi tuần, cửa hàng áo dài không đồng sẽ mở cửa vào thứ năm từ 9 giờ sáng đến 20 giờ. Mọi hoạt động cho nhận sẽ diễn ra tại số 155 Đặng Trang Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Mọi khách hàng đến với áo dài không đồng đều được mọi người ở đây tư vấn lựa chọn màu sắc, kiểu dáng phù hợp. Chị Hương Trần ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chia sẻ. Chị chào hỏi rất là thân thiện, chỉ ra cởi mở và chào mời cho tặng, kính tặng cho bộ áo dài thì bạn rất là cảm thấy là rất là hạnh phúc của vẻ. À, ở đây trang bị rất là nhiều, thấy có rất là nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều size. Thành chọn lựa rất là thoải mái. Hôm nay được rất là vinh hạnh, được tặng cho bộ áo dài không đồng. Bạn vô vừa ý, rất là thích. Không những thế, chị Nguyệt cùng các chị em trong tiệm còn lựa chọn đóng gói và gửi áo dài đến nhiều vùng miền trên tổ quốc. Gần đây nhất, chị gửi hàng trăm chiếc áo dài đến các hội từ thiện ở Vĩnh Phúc, Đồng Tháp. Bên cạnh đó, mọi người ở áo dài không đồng còn may hơn 100 bộ áo dài học sinh mới tặng cho các bạn nữ sinh ở các tỉnh miền Tây. Chị Đoàn Thiện Nguyệt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ thêm. Kỷ niệm mà mình nhớ mãi thì cái ngày đầu tiên thì là cái cô đó, cô hơn 60 tuổi và cô mặc áo dài vừa và đến cô cầm tay cô cảm ơn mà cô rướm nước mắt. và Cô nói là đây là bộ áo dài đầu tiên cô có trong đời và cô cảm ơn mà cô nghẹn cô nguyện lời thì mình rất là xúc động và rất là hạnh phúc và không chỉ riêng mình mà tập thể của áo dài không đồng các chị em ai cũng rất là hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, nhờ sự tử tế và tình yêu với áo dài, chị Nguyệt và mọi người ở áo dài không đồng đã kết nối giúp các chị em dễ dàng tiếp cận và có được một chiếc áo dài đẹp phù hợp và không dừng lại ở vai trò làm cầu nối, áo dài không đồng, giờ đây đã có phần lan tỏa nét đẹp của những tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Tuyết Vân và Như Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.